Ở tập trước, Heo phải cực khổ trong chừng hai đứa bé quậy phá nhà Trọc Phú, mà suốt ngày bị mắng chửi. Heo cắn răng chịu đựng, làm ngựa cho hai đứa trẻ cưỡi mua vui, nhưng bị đè đầu cưỡi cổ, nên Heo dùng lên quật ngã đứa bé trai. Lưng của tôi trước giờ chưa ai cưỡi, con ông đã lên lưng tôi, còn coi tôi như trâu như ngựa mà đánh tôi. Nè, nó chỉ chảy xíu máu cam thôi mà. Đúng là nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột. Cái thằng ở đợ mà dám mắng tao sao? Mày tưởng mày là vua chúa hay sao mà không ai dám leo lên lưng mày hả? Làm cho nhà ông nữa, tự ông lo quản hai đứa quậy như giặc nhà ông đi. Ôi trời ơi, có kìa. Cha ơi, con muốn mua con heo này. Mẹ ơi, mua cho con con heo này đi mẹ. Dạ, con cảm ơn mọi người. Nè cậu bé, bán cho ta con heo kia đi, ta sẽ huấn luyện nó làm xiếc. Đây là bạn thân duy nhất của con, con không bán đâu. Ta sẽ trả cho cậu nhiều tiền, chịu không? Dạ, nhiều hay ít con cũng không bán. Ở chợ có bán nhiều heo con lắm, ông ra đó mà mua đi. Hôm nay mày giỏi quá, ai cũng khen mày đó. Mình được cho nhiều đồ ăn để dành chắc là ăn được vài bữa, không có sợ đói nữa. Cứ tới chợ tao lại nhớ mẹ nuôi. Mày có nhớ không? Mẹ thương tao và mày nhiều lắm, mà lại mất sớm. Mẹ là người tốt, chắc đã thành ngôi sao sáng ở trên bầu trời rồi. Lúc ở với mẹ là vui vẻ và sung sướng nhất, phải không Ad? Bây giờ không có mẹ, tao với mày đi đâu cũng bị bắt nạt hết. Mình phải sống thật tốt, thật vui, để mẹ trên trời yên lòng ha. Tao và mày đi đến đâu cũng gặp nguy hiểm. Không cẩn thận, mày thành món heo quay của người ta luôn.
con sắp quét trúng đàn kiến rồi, nhanh dừng tay đi. Thưa thầy, con xin lỗi. Đứa bé này sao lại mang heo con đến đây? Con nhớ canh chừng, không nó quậy phá. Dạ, thưa ông, con tên là Heo, con mồ côi cha mẹ. Chỉ có con heo nhỏ tên Ét để làm bạn. Tụi con đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt, muốn hại tụi con. Dạ, ông có thể cho tụi con ở đây được không? Con có lòng yêu thương động vật, thật là đáng quý. Con đã có duyên tìm đến đây thì ta nhận. Chùa chỉ có ta và một chú tiểu, ta cũng đang cần thêm người lau dọn. Dạ, tụi con cảm ơn ông.